Em tên là Vi Vũ. Hiện nay em 23 tuổi, em tới từ Bình Thuận và em đang làm lễ tân cho công ty du lịch Á Đông Video Tour ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Huỳnh Quang Toàn. Hiện tại em 28 tuổi và em đến từ Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp em thì đang làm nhân viên kinh doanh bên dịch vụ viễn thông. Tối thì em có đi hát, rồi đi hát từ thiện á. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn và em biết ca hát. Em cũng là một người khá là kỹ tính. Còn nhược điểm của em thì em thấy là em hơi kén ăn nè, rồi em dễ giận và nhiều khi lúc mà giận thì em im luôn, em không có nói, nhìn nhiều khi là không có giải quyết được vấn đề. Mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, nói chuyện, cười suốt ngày, rất là yêu con nít. Còn dạ. Điểm yếu là gì? Hình như là hơi nhát đúng không? Hơi rung đúng không? Dạ, em rung. Điểm yếu của em thì em hát suốt ngày thành chắc là cũng phiền mọi người. Hát suốt ngày vậy đó hả? Dạ. Thôi giờ hát thử hay không? Vấn đề là hát hay hay không kìa. Dạ. Nào. Em hát cái bài này chắc nó cũng nguyên nhân dẫn em ế. Dạ. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Yeah, yeah. Nơi sớm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Yeah, yeah, yeah. Giọng hát rất là ấm áp ngọt ngào. Bạn nam hát hay quá chị ơi, mà em thích mấy bạn hát hay á chị. Vậy á hả? Dạ. Rồi. Bạn gái hát tiếp đi. Em không biết sao nhưng mà cái gu của em là hay hát mấy bài nhạc buồn, nghe sống một tự tử luôn anh. Rồi. Cho nên hôm nay chắc em sẽ hát một bài nhẹ nhàng. You can take it, just don't break it. All my world will fall apart. You are my first romance, and I'm willing to take a chance that your life is full. I still be loving you. Rồi, cặp đôi này hát là coi như hát cả ngày luôn vẫn được ha. Hai bạn rất là dễ thương. Bây giờ tới tình duyên đi. Mình dạ. Trải qua được mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình chính thức kéo dài 3 năm. Thời em còn đi học, vô Sài Gòn em học thì tụi em yêu xa chị, cho nên là tự đó là chia tay. Dạ. Bây giờ mời bạn trai, tình trường của em thì sao? Em thì mối tình chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Còn yêu đơn phương thì em có hai mối tình. Lý do sao em đơn phương em nói tao biết à? Em nói nhưng mà ý là người ta không chịu, không chịu. Dạ. Em nói sao người ta không chịu? Em nói anh cũng thích em. Nói chung nói tin nhắn thì nó lãng mạn hơn nhiều. Nói trong tin nhắn hả? Dạ. Bởi vì em không dám nói thẳng. Phải mạnh mẽ lên em. Dạ. Nói tin nhắn cũng như không. Rút kinh nghiệm mối tình này là mình phải quyết liệt lên nha em. Mình thích là mình nói thích. Chứ. Yêu là nói yêu. Dạ. Không phải yêu thì nói một điều cho xong. Rồi. Bây giờ bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai của em cao tầm 1m7, có trách nhiệm. Muốn tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, da thì trắng, người có ý, có xu hướng gia đình đó. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi, nhưng mà bạn nữ bên kia nói em mét bảy đúng không? Là em thiếu rồi, chết rồi. Dạ không sao anh. Không sao đâu em. Dạ. Có những cái nó sẽ bù lại cho cái chiều cao của mình ha. Dạ. Bây giờ trước khi chị qua gặp thì chị muốn hỏi em là cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, một người nhậu nhẹt hút thuốc, một người không biết giữ lời hứa. Em có nhậu nhẹt hút thuốc không em? Dạ, mấy cái đó thì em không ạ. Cái mối tình đầu tiên làm em không bao giờ đụng bia rượu luôn. Wow. Vì mối tình đó em hút một lần hai xì rượu luôn. Tức là buồn quá đúng không? Dạ, do em yêu chị đó lớn hơn 2 tuổi á. Chắc là ba mẹ chị đó không chịu. Qua Tết là chị đó giống như lánh mặt em á. Em buồn quá.
Chúc làm... Nói chung là em uống 2 xì rượu. Yeah. Rồi sao nữa, cái sợ kết luôn. Quả sau khi uống 2 xì rượu bị cái gì mà sợ luôn tới giờ? Trời, 2 xì rượu đế chị. Rồi em say mấy ngày luôn á. Tởn luôn, tới giờ là bỏ hẳn luôn đúng không? Tốt, yeah. Bỏ rượu là rồi, tốt vậy đi. Nhưng mà bây giờ nếu mà quen nhau mà được thì bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Chắc em nghĩ khoảng 2 năm. 2 năm. Yeah. Em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Bạn gái thì nói chung giả dối thì ai cũng không thích hết. Rồi bạn gái không, tự nhiên em quên rồi. Bạn trai sao mà nhút nhát quá vậy? Ủa, ca sĩ mà sao mà phải dạng gì phải... À, bởi vì tao mới ế đúng không? Dạ. Bây giờ hy vọng hôm nay mình sẽ gặp duyên anh sân khấu này nha. Dạ. Nào anh xem. Ồ, xin chào anh gái rất là xinh. Dạ. Anh kia anh hiền quá. Dạ. Nhưng anh hay đi hát, em có ngại chuyện không? Dạ không, mà có gì anh dắt em theo luôn cũng được. Dắt theo được đúng không? Dạ. Chứ đi mình cũng hơi mà. Dạ đúng rồi, nguy hiểm. Nguy hiểm ha. Dạ. Có gì em xin cho nó hát luôn. Hay quá, không uống rượu nè, không uống thuốc nè, không có trai gái luôn. Đúng chưa? Dạ. Anh ơi mà cho em hỏi, anh có gia trưởng không anh? Không. Gia gì nói gia. Gia không nói mà gia, nói gì mà gia trưởng. Dạ. Anh thấy được đó. Cảm ơn. Đàn gái dễ thương ha. Đàn trai cũng dễ thương luôn. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Bây giờ mình sẽ hỏi với người thân ha. Dạ, em đi với ba chị ruột của em chị. Ồ, à, chào ba chị gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh, chị Cát Tường và các quý vị khán giả. Em là Trúc Vũ, chị gái của Baby Vũ. Chị ba thấy là bạn nam chung là khá là dễ thương, hiền. Thích con nít nữa là có vẻ là một người sống, có trách nhiệm. Và có vẻ là bạn đó là nói ít làm nhiều. Không có cần phải nói những lời hoa mỹ nhưng mà người ta sẽ làm cho mình những cái điều quan tâm tới mình, tốt của mình. Nên cái đó là ưu điểm lắm luôn, chị ba cũng thích như vậy nữa. Em xin hết ạ, em cảm ơn. Cảm ơn chị ba. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi đến bạn thân của em. Rồi, chào bạn. Chào anh Vương Linh và chị Cát Tường. Và chào bên gia đình bên bạn gái và toàn bộ khán giả. Xin chào anh. Thứ nhất là vì Toàn á, thì không may thì cha mẹ Toàn thì mất sớm, nên là Toàn đã có tính tự lập rất là cao. Là em chơi thân từ nhỏ đến lớn, bây giờ thì tính tình như thế nào là em biết hết. Tứ tự tưởng là nó không có rồi. Bạn bè mình đi nhậu rú rẹ, rú rớ đi không thì nó không bao giờ có. Khi yêu ai rất là chung tình, rất là si tình. Bạn nữ này có thể là gửi gắm được cái con tim mình cho. Còn riêng về bạn nữ đây thì nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn, rất là đáng yêu, đặc biệt rất là lanh. Bù lại cái nhút nhát của Toàn thì rất là hợp. Dạ. Đó. Rồi, cảm ơn. Em cảm ơn anh. Rồi, ý kiến của hai bên như vậy. Bây giờ mình quan trọng là mình ha. Trái tim có rung động hay không? Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Nào, hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn. Dễ thương quá, hai bạn bạn nào cười cũng xinh á. Có món quà tặng em á. Dạ em cảm ơn anh. Không biết là anh thích mẫu phụ nữ như thế nào ạ? À? Như anh nói á, em thích là dễ thương, da trắng. Dạ, vậy có trắng không anh? Đúng rồi, như vậy rất là rất là thích. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn em thấy anh sao? Dạ, cách nói của anh rất là thật tình. Em thích cái người mà biết nói và biết hành động hơn là nói không. Anh có còn muốn nói gì nữa không anh? Chúng ta sẽ hẹn hò như thế nào? Hẹn hò thì có thể là do tối anh đi hát. Nhóm anh thì hát thứ 6, thứ 7 cuối tuần á. Để ủng hộ cho bệnh viện Nhi Đồng 1-2 và bệnh viện Truyền Máu Huyết Học á. Dạ. Nếu mà em cũng đam mê hát thì đi theo nhóm anh. Dạ được á anh. Biết bài Lâu Đài Cành Mái không? Bài gì về tình yêu em hát. Đứng kế bên cô ấy hát để cho cô ấy cảm nhận được xem nào. Đứng nhìn vào cô ấy hát, chỉ có hai người thôi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tay cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.
Hai bạn dễ thương lắm. Tôi nghĩ rằng đây là một cặp đôi hoàn hảo đấy. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Nắm tay nhau. Nói với chị, mấy chị điều gì đi, em trai. Sau này nếu mà được kết duyên với em á, thì anh chắc chắn hứa sẽ chăm sóc suốt đời. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay quá. Tôi muốn làm để chi? Để các bạn không bao giờ quên những giây phút này. Và tất cả mọi người cũng không bao giờ quên giây phút này. Những giây phút thật sự là xúc động. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vest.